Và như cái tiêu đề Trường đã gây đó là cách sống thảnh thơi giảm bệnh tật. Nhưng mà cái video này nó không dành cho những cái người đang vội vã. Chúng ta sẽ sống an vui, sống thảnh thơi để làm gì? Khi mà chúng ta sống được an vui, chúng ta sống được thảnh thơi á, thì cái tâm hồn nó được giải thoát, cái sức khỏe về tinh thần nó sẽ được nâng cao. Mà khi chúng ta có một cái sức khỏe tinh thần nó nâng cao á, thì cái sức khỏe về thể chất nó sẽ được nâng cao theo. Nếu chúng ta đau buồn u ám hàng ngày thì cái cơ thể của chúng ta nó cũng không thể khỏe mạnh để chúng ta năng động, chúng ta hoạt động mạnh mẽ hàng ngày được. Nên là khi chúng ta đã khỏe về cái đầu óc, khỏe về cái tinh thần á, thì kế theo nó khỏe về cái thể chất luôn. Và khi chúng ta có một cái cuộc sống tươi sáng, khỏe về cái tinh thần á, thì tự chúng ta sẽ chủ động tập thể dục, tự sẽ chủ động ăn uống nó điều độ. Có nhiều bạn trầm cảm rồi tự chọn cái cách ăn uống, đó là ăn một cái đồ gì đó ăn ngọt chẳng hạn, ăn bánh kẹo, ăn liên tục cả ngày, nó ảnh hưởng cả tới cái đường tiêu hóa, nó ảnh hưởng cả tới cái sức khỏe nói chung, tăng đường huyết hay là tăng mỡ máu. Bây giờ sống thế nào cho nó thảnh thơi để cho nó có cái sức khỏe về tinh thần, sau đó là nó có luôn cái sức khỏe về thể xác. Như vậy thì theo Trường Trường trong cái quá trình sống á, thì mình rút ra đó là thường á thấy được đó là nhiều cái cô chú anh chị mà nằm trong ở các cái đạo hay là có cái tín ngưỡng riêng, có cái tôn giáo riêng á, thì thường người ta sẽ có một cái đức tin và người ta cứ làm theo cái đức tin đó thì sẽ thấy là sống lại thảnh thơi nha. Hoặc theo những cái mục tiêu nào đó cụ thể trong cuộc đời. Ví dụ như có nhiều người bác sĩ, người ta không theo một cái đạo nào cả, nhưng mà mục tiêu đó là đi đến tận cùng của cái khoa học, thì người ta cứ ngày nào ngày nấy cũng đam mê với cái khoa học, đam mê với khám chữa bệnh, đam mê với nghiên cứu, là người ta lại cũng có một cái đức tin mãnh liệt. Và khi đó người ta cứ sống tới cái lứa tuổi 80, 90, người ta vẫn hoạt động, người ta vẫn làm việc, người ta vẫn say mê bình thường. Thì bây giờ tự chung lại, nếu mà Trường theo cái kinh nghiệm của mình á, mà muốn sống được an vui thảnh thơi á, thì mình biết được đó là mình biết được ba cái giai đoạn, đó là cái giai đoạn quá khứ, cái giây phút hiện tại và cái tương lai. Thì cái quá khứ là nó qua rồi, cái hiện tại mới là cái chúng ta sống, và cái tương lai là cái chưa tới. Thì bây giờ nếu mà chúng ta chỉ bám chấp vào trong cái quá khứ, bám chấp vào trong cái tương lai, thì chúng ta sẽ khó mà có thể sống thảnh thơi, khó có thể sống hạnh phúc được. Bây giờ chúng ta cứ nghĩ là tương lai là chúng ta phải học giỏi nếu mà trẻ, xong đó học giỏi xong là phải làm việc có tiền nếu mà trung trung, rồi có tiền xong là chúng ta phải về già, chúng ta phải thảnh thơi, chúng ta phải nghỉ ngơi, chúng ta phải có con có cháu, con cháu của chúng ta phải thành đạt, rồi già lại chúng ta phải đi tới một miền quê nào đó sống rất là thảnh thơi, rất là yên bình để an hưởng tuổi già. Tất cả đó đều là tương lai hết. Mà nếu mà chúng ta cứ bám chấp vào cái tương lai đó mà chúng ta bắt buộc phải làm cho bằng được, mà nếu mà làm không được thì sao ạ? Làm không được thì đau khổ thôi. Mà khi làm không được đau khổ như vậy, lại chúng ta đưa xuống cái cảm xúc này nó quá tiêu cực, rồi chúng ta lại đau buồn và chúng ta không có khỏe. Mà khi cái sức khỏe tinh thần không có thì sức khỏe về vật lý ở ngoài này sao có được? Chúng ta cũng đưa tới các cái bệnh lý khác nhau, nhất là những cái bệnh liên quan tới ung thư, những bệnh liên quan tới tâm thần kinh, trầm cảm, đau đầu, mất ngủ, rối loạn tiền đình. Tất cả những cái đó mặc dù nó có cơ chế riêng, nhưng mà nếu mà cơ thể của chúng ta không khỏe khoắn thì nó sẽ cũng bị chịu ảnh hưởng rất là lớn. Thì chỉ có một cách, đó là chúng ta đi vào cái thực tại của cái hiện tại thì chúng ta mới có được một cái cuộc sống thảnh thơi và hạnh phúc. Rồi thì Trường nghĩ đó là sống trong thực tại là cái mà chúng ta cần phải tôn trọng nhất. Cô chú anh chị ở đây mà trên 40 tuổi bắt đầu là nói về quê để trồng rau nuôi cá, thực ra nó cũng khó mà thảnh thơi được. Thảnh thơi hay không là chính trong tâm của chúng ta. Và trong tâm của chúng ta đó là con đường trung đạo đó mọi người. Có nghĩa là không có phải là hành xác, cũng phải là cố gắng là đâm đầu vào làm việc để quên đi cái muộn phiền. Sẽ có một cái trạng thái, đó là chúng ta sẽ nhìn thấu được cái cảm xúc của chúng ta, chứ không phải chúng ta bám chấp vào cái cảm xúc đó. Ví dụ cảm xúc của chúng ta là vui cũng là một cái cảm xúc, buồn là một cảm xúc, hạnh phúc cũng là một cảm xúc, thỏa mãn cũng là một cảm xúc, chúng ta thất vọng cũng là cảm xúc, chúng ta tự trách bản thân cũng là cảm xúc, chúng ta tự trách cả thế giới này đó cũng là cảm xúc. Nếu mà ai không vượt qua được thì gọi là nó trầm cảm luôn. Và khi chúng ta biết được cái đó cảm xúc thì chúng ta đứng ra một bên. Ví dụ đây là cái cảm xúc của chúng ta, còn đây là chúng ta. Bình thường chúng ta tưởng là chúng ta chính là cái cảm xúc này và chúng ta hòa nhập với nó. Chúng ta đang vui, chúng ta đang buồn. Nhưng bây giờ chúng ta đứng ra một bên, nhìn vào cái cảm xúc đó. Mình nhìn được cái cảm xúc giống như mình nhìn được vào cái ly nước như thế này. Cái ly này đang cảm xúc này đang là cảm xúc vui, cảm xúc này đang là cảm xúc buồn, cảm xúc này đang là cảm xúc tuyệt vọng. Thì chính mình nghĩ
là mình không có thoát ra được để mình nhìn cái đó, vì mình nghĩ cảm xúc đó là chính là chúng ta, nên chúng ta không thảnh thơi được. Nhưng bây giờ chúng ta đứng ra một bên, chúng ta nhìn, thì cái này Trường mới cảm nhận được ở cái thời gian cũng khoảng là 5 năm vừa rồi tới bây giờ, thì mình tự nhiên là nó thấy cái đó nó bình thường, để cho nó tự tăng mà cũng tự giảm. À, cái cảm xúc vui tự nó tăng, nó trào dâng lên, rồi sau đó nó cũng tự nó tan biến đi, để nó đưa vào một cuộc sống cân bằng mỗi ngày. Hoặc là cái cảm xúc tuyệt vọng nó đi xuống hoàn toàn của cái đáy sâu của cái tiêu cực, rồi tự nó cũng lên. Mình không tác động, mình không kìm nén, mà cái vui thì mình cũng không có nhân đôi cái vui lên, kệ nó thôi. Và tự nhiên mình thấy là thảnh thơi. Thì cô chú anh chị ở đây thì cứ cũng như vậy, thảnh thơi là như vậy thôi.